Xin chào tất cả anh chị nhé. Đây là một trong những cái hình thức mà mình truyền thông về cái dịch vụ dần là, để anh chị để tham khảo một cái một trong những cái cách mà chúng truyền thông như này cũng rất hiệu quả luôn. Trong quá trình mà chúng ta gửi hàng, chúng ta phát trực tiếp này, rồi là chúng ta sẽ kết nối những cái loa như thế này. Đấy, mọi người nghe này. Đó, vậy thì liên quan đến vấn đề đó là phát triển thị trường và tạo dựng thương hiệu, thì trong quá trình khi mà anh chị đã có chuyên môn chất lượng rất tốt rồi ấy, chúng ta có thiết bị đảm bảo chất lượng rồi, thì chúng ta cần phải biết cách truyền thông qua mạng, truyền thông qua loa, truyền thông truyền thống, phát cáp tờ rơi đó, và rất là nhiều những hình thức để chúng ta phát triển thị trường. Và mọi vấn đề liên quan đến tương tự như mô hình mà em đã tư vấn như này, thì anh chị cần tư vấn, cần hỗ trợ có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline. Ở đây là đơn vị anh chị Tình Luân có đang kinh doanh tiệm giặt giấy công nghiệp, năm nay là năm thứ 5. Tại địa chỉ đó là Hương Sơn, Hà Tĩnh, là một trong những cái mô hình mà em đã tư vấn cách đây được gần 2 năm và cũng thuộc trong đơn vị chuỗi Giặt là Dịch Cộng, hiện tại đang làm rất là thành công. Đấy, vậy thì nếu như anh chị mà đang có những cái định hướng kinh doanh về cái nghề tiệm giặt giấy công nghiệp, chúng ta cần phải có những cái định hướng rõ ràng, từ vấn đề đó là lựa chọn thiết bị máy cho đến vấn đề đó là lựa chọn về cách chúng ta truyền thông, và những cái vấn đề như là rủi ro là gì ạ. Trong quá trình chúng ta làm, chúng ta kinh doanh, nếu như mà chúng ta không làm được, chúng ta cũng phải tính được một cái phương án, đó là đường lui. Vậy thì liên quan đến vấn đề đó là đồng hành hỗ trợ anh chị ngoài vấn đề tư vấn về thiết bị máy, tư vấn về chuyên môn nghề, thì còn một phần hỗ trợ đó là vấn đề đó là hạn chế về vấn đề rủi ro trong ngành giặt là. Đấy, và chi tiết hơn nữa về những cái mô hình và chính sách anh chị cần tư vấn thì liên hệ trực tiếp tới số hotline của em Huy. Xin chào tất cả mọi người.